Chào mừng quý vị lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Evolution Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, chuyên các dòng xe độc lạ khu khoang. Và hôm nay thì bên Evolution Auto mang đến cho quý vị và các bạn một chiếc Honda City Top sản xuất năm 2017 vừa về trong buổi sáng ngày hôm nay. Một chiếc xe mang biển số thủ đô Hà Nội 30F03299 và đây là một chiếc xe rất là chất luôn, máy số còn zin, xe còn cứng, cam kết là không có đâm đụng, không tai nạn ngập nước và số máy số là còn nguyên zin. Đấy, nội ngoại thất xe thì tươi mới và cam kết là không có phần nguội. Một dòng xe đứng đầu top trong các cái dòng phân khúc hạng B với kiểu dáng xe đẹp, cứng cáp, nội ngoại thất xe tươi. Và chiếc xe này thì nói chung là với tầm phân khúc B thì đây là một chiếc xe rất là hiện đại, điều hòa cửa gió hai vùng, số tự động, ga tự động cruise control, gẩy số vô lăng. Và xe thì có chế độ tiết kiệm nhiên liệu sinh thái. Và em này thì mức tiêu thụ đối với đường trường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4.8 lít trên 100 cây ạ. Còn đối với đường hỗn hợp thì em này rơi vào tầm khoảng 5.8 lít. Một mức tiêu thụ phải nói thực sự là quá yêu luôn, quá êm luôn. Và chiếc xe này thì có màn hình Fujitsu cam 360 độ, điều hòa auto, màn hình cảm ứng rất là hiện đại luôn nhá. Xe đẹp bao quanh xe luôn. Và chiếc xe thì vừa về cửa hàng xong, lốp dày cả gian 2019, chất xe, chất máy thì rất còn ok. Và chiếc xe này là bản top nên nó full kịch những cái công nghệ option trên đây rồi. Biển số thủ đô Hà Nội, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và em này là một chủ từ mới 30F03299 luôn các bác nhá. Bác chủ bác ấy đi xe tương đối là giữ gìn. Và nói chung là với cái biển thủ đô Hà Nội này thì các bác ở Hà Nội về sang tên bấm biển rất là đơn giản, không phải lo đến chuyện mất 20 triệu tiền vùng. Còn chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 415 triệu đồng, một mức giá thực sự là quá hời cho mọi nhà. Với tầm phân khúc hạng B, đấy, Class B, xe đẹp, bao cứng và lại còn có số tự động, 6 túi khí an toàn, ABS, cân bằng điện tử các thứ đầy đủ. Thế thì hỏi thật các bác không mê sao? Mà xe thì rất là chất luôn nhá, nội thất của xe thì gần như là mới tinh và xe thì lăn bánh được 8 vạn. 8 vạn so với đời 2017 cũng là một mức tiêu thụ mỗi năm khoảng tầm 1,5 vạn. Nhưng mà với cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu rồi mới mức độ mòn của các cái chi tiết thì thực sự đây là một chiếc xe rất là ok. Các bác mua về đi lại rất là yên tâm và không phải lo lắng đến chuyện là xe yếu hay xe gì cả. Vì đây là một dòng xe chạy với cái động cơ là 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 5 lít, nói chung là trung bình khoảng 5 lít, rất tiết kiệm luôn. Dòng Honda là một cái dòng xe bền lành, tại thị trường Việt Nam thì cũng đã rất nhiều năm, được đánh giá rất là cao. Thế nên là về chất lượng thì các bác yên tâm. Đấy. Phần mặt trước của xe thì logo xịn sò, có cam trước của cam 360 độ ở ngay trên này các bác nhá. Và biển số rõ ràng, sạch sẽ, không có lỗi lầm. Đấy. Xe bao đẹp, bao chất và bao cam kết là không có đâm đụng ngập nước. Đấy, hệ thống đèn pha của chiếc xe thì đây là một chiếc xe bản top nên nó sử dụng đèn pha LED công nghệ H này các bác nhá. Này, đèn H này rất là đẹp luôn, không phải là đèn halogen như những cái bản thường. Đấy, còn xi nhan được đẩy cái đèn định vị này, đèn định vị sáng này, ban ngày này, rất đẹp luôn. Hệ thống đèn gầm của chiếc xe là cũng lên độ đèn H 2017 form mới, xe đẹp và với cái màu sơn xanh này thì phải nói thực sự là rất nhiều người yêu luôn. Màu này thì nó độc đáo và sạch sẽ, rất là trang nhã và đẳng cấp sang trọng rồi các bác nhá. Đấy, các bác đi những cái màu như thế này thì rất là ok. Và em này thì bên nhà em đây là một cái mức giá thực sự là quá rẻ so với thị trường thôi. Thị trường thì đang bán là 43 mới 44, thế nhưng mà ở đây em chỉ bán với cái giá là 415 triệu đồng. Vâng, 415 triệu đồng có bớt cho các bác nhá. Tôn vỏ thì dày, xe thì bao cứng bao đẹp luôn. Và cam kết là không có đâm đụng. Nè, các bác nhìn gân tôn này. Đấy, khe mép cabo còn nguyên. Và xe là cam kết keo chỉ cabo rồi cũng như là sơn cabo là còn zin. Đấy, chất xe rất là cứng, máy nổ êm, kính kính zin này, kính từ AC, AGC Automovi. Đấy, thế còn các cái khe này, khe cabo này, các bác nhìn này, khe cabo đều đẹp nhá, không có lỗi lầm. Đấy, tôn cánh này là còn nguyên, không có bả tỉa. Lốp của chiếc xe đang sử dụng 4 quả lốp Continental thay từ năm cuối năm 2019. Nghĩa là lốp của xe là đã dàn thứ hai rồi, nhưng mà cũng đúng thôi, con này đã làm bánh 8 vạn theo đồng hồ và chuẩn chỉ không tua, xe gia đình, thế nên là đâm ra là chuẩn chỉ luôn nhé các bác nhá. Biển con này đây này, lốp 18555R16, la răng phay luôn, phay toàn bộ luôn. Đấy, rất là đẹp và thiết kế thể thao, phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống. Còn về phần lốp thì đây các bác nhìn này, đấy, nhiều năm rồi mà lốp nó vẫn còn như thế này, dày đẹp luôn, sạch sẽ luôn, cua lốp là không có mục mọt tí nào, không hề có mục mọt một chút nào luôn các bác nhá. Vâng, chất xe thì rất là êm ái, xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu và có cam lề 360 độ ở đây. Đấy, gương kính là hoạt động hoàn toàn bình thường, tất cả các chức năng.
có cụp da đóng vào. Ok. Đấy. Và các bác có thể nhìn là tôn sườn này. Đấy. Toàn bộ tôn sườn phẳng lì luôn nhá. Và không hề có lượn sóng rồi này. Tôn sơn zin, không có bả tỉa. Nói chung là con này được cái là chất sơn của xe thì được giữ gìn rất là cẩn thận. Và em này thì tỷ lệ sơn zin của chất xe lên đến 90%. Còn xì tút cản trước một chút với cản sau một chút, cái đấy bình thường. Còn đây các bác nhìn là chỉ keo là bao zin nhá. Xe bao zin bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, các bác nhìn căng đét luôn. Chất xe cứng, đấy, tapi da mềm mịn. Đấy, kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường, một chạm ok. Và kính là đang sử dụng kính Scanca, là cũng là một cái dạng kính cách nhiệt rất là ok. Đấy, phim cách nhiệt ok luôn. Đấy, chất xe thì cứng này. Đấy, và kính thì có thể là chống nhìn từ bên ngoài luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy, kính đây. Hoạt động hoàn toàn bình thường tất cả các kính của xe nhá. Đó. Và đây là một mẫu xe rất là ok, nồi đồng cối đá bền lành với động cơ máy là 1.5. Đấy, ghế da của xe là da zin nguyên bản, không có độ không có thay thế gì cả, da zin nguyên từ lúc mới mua. Và đây có túi khí an toàn ở trên ghế, cả người lái lẫn người phụ là có hết nhá. Và em này có đến 6 cái túi khí an toàn, toàn bộ cột từ cột A, cột B cho đến cột C là một cái túi khí, bên này một cái và bên kia một cái. Đấy, vô lăng và bên người phụ một cái và hai ghế nhá. Màn hình Fujitsu cao cấp. Vâng, riêng cái màn hình này đã độ là cũng đã gần 20 củ rồi. Đấy, có hiển thị cam 360 độ. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, hiển thị cam 360 độ thể thao. Đấy, rất là dễ dàng, nhìn này, rất là dễ luôn. Đấy. Và bên dưới là điều hòa auto chỉ bằng nút chạm thôi, mà con này là cảm biến, cảm ứng luôn các bác nhá. Số tự động này, số tự động cho các bác, cần số vẫn còn mới luôn. Và vô lăng khâu da của xe là không có sờn rách. Vô lăng khâu da này, không sờn rách. Đấy, các cái cụm phím này, ga tự động cruise control kết hợp với số tự động và bên điều khiển âm thanh cũng như là đàm thoại rảnh tay phía dưới, và các cái phần này của nó là vẫn còn nguyên, không có mòn lì một tí nào. Đấy, mặt đồng hồ của xe thì hiển thị rất rõ ràng, và các bác có thể để ý cho em là cái xe này lăn bánh là 8 vận 2, 8 vận 2 chuẩn chỉ, không có tua một tí nào. Các cái cụm phím này nó còn mới tinh luôn. Đây các bác nhìn này, vẫn còn mới nhá, rõ nét, không có bị mòn, không có bị mất. Đây bên này cũng thế này. Và đây là nút chế độ tiết kiệm nhiên liệu Econ. Đấy, có chống trơn trượt và hỗ trợ dừng đỗ. Còn các cái ốc bản là ốc này, các bác nhìn ạ, và toàn bộ ốc cánh này nó còn nguyên. Đấy, ốc cánh này chưa có động chạm tháo mở nhé, đây còn nguyên này. Đấy, ốc cánh còn rất là đẹp. Đấy, còn nguyên bản. Bên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, bên này cũng còn nguyên. Xe còn bao cứng bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, 2017 các bác ạ. Và các bác nhìn quả đinh cột này, toàn bộ cột kèo này, đấy của nó là còn nguyên nhá. Cái này thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác toàn bộ rồi, nên các bác yên tâm. Nói chung là xe bên em thì tất cả xe bán ra có được đảm bảo bảo hành hết cho các bác nhá. Nói chung là tiền nào của đấy, với cái tầm giá tiền là hơn 400 này thì các bác cứ yên tâm là không phải nghĩ luôn. Đấy, lót sàn này, cái sàn này hơi cũ, và cái sàn này hơi cũ tí, nhưng mà đã có cái lót này rồi thì các bác thích thì có vẻ là thay cái bộ này, cái này đơn giản, không vấn đề gì. Vâng, nói chung là chất xe thì cứng cáp, xe còn ngon. Và đây các bác nhỉ. Đấy, năm sản xuất 2017 và được sản xuất tại Toyota Việt Nam. Đấy, một mẫu xe ngon lành, thương hiệu dây chuyền đến từ Nhật bạn. Và xe thì bao chất bao đẹp cho các bác nhá. Toàn bộ chỉ cánh của xe là bao zin, bao nguyên bản, không có đông đâm đụng. Đấy, còn nguyên luôn. Và cái dòng này là một dòng xe đứng đầu top trong cái hàng phân khúc hạng B, với cái thiết kế không gian rất là rộng. Đây, ví dụ như cái chỗ này này, khoảng để chân thoải mái luôn các bác nhá. Duỗi chân thoải mái này. Và lại còn có cả điều hòa vùng sau đây, cho các bác yên tâm khi mà các bác ngồi ở đằng sau không bao giờ bị lóng lưng. Còn trần của chiếc xe này thì riêng em đánh chấm điểm 9 ở trần luôn. Trần sạch như là trần mới luôn, gần như là người ta ít dùng. Đấy, trần vẫn còn rất là mới nhá. Đấy, và logo của nó còn sáng này, ban đêm thì cực kỳ sáng luôn. Đấy, logo City này. Đấy, bên này thế đây. Đấy, toàn bộ dàn lốp. Lốp này là toàn bộ dàn của nó là 2019 các bác nhá. Đây là dàn lốp vẫn còn rất là mới. Đấy, 2019 thì đến nay là khoảng 4 năm, nhưng mà xe đi ít thành ra là cái dàn lốp này vẫn mới. Em này thì theo lịch sử ấy ạ, thì thường là chạy cái thời điểm ban đầu ấy thì chạy rất là nhiều. Thế nhưng mà đến thời điểm từ 2019 Covid đến bây giờ thì gần như là không chạy, toàn vứt ở hầm chung cư. Thế nên là thành ra là chất xe thì gần như là vẫn còn mới tinh luôn.
Đấy, đuôi gió thể thao này. Đấy, đuôi gió thể thao này và logo. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe đây. Đấy, có chóa phản quang và các bác để ý góc cạnh trông rất là đẹp nhá. Và cái thiết kế của cái đèn của City cũng là một cái thiết kế được nhiều người yêu. Đấy, form dáng cứng vuông vức và có mạ chrome sáng bóng luôn. Đây, mạ chrome này. Đấy, đèn đóm sạch sẽ không hề lỗi lầm. Đấy, cản sau là có cảm biến lùi cho các bác đằng sau đây. Đấy, cảm biến lùi này, đẹp này, luột là luôn. Đấy, xe là bao đẹp, bao không lỗi nha các bác nhá. Vâng, cam kết là không có đâm đụng. Đấy, còn nguyên luôn. Nhiều bác bảo là kiểm tra xe đâm đụng như thế nào thì rất là đơn giản thôi các bác. Ví dụ như những cái chỗ này này, mình lột hẳn cái này ra. Xong mình xem các cái này này, đây này. Các cái mép của các cái tôn dập này. Đấy. Nếu mà đây, tôn trong này, đấy, nó còn nguyên. Nếu mà cái chiếc xe nào mà đâm đụng tai nạn ấy thì những cái mép đây là han hết rồi. Han và nó lệch lạc, nó không có cái độ bám giữ nên là thành ra là nhìn phát biết ngay. Kể cả hai bên nhá, các bác cứ lột hẳn hai bên ra các bác xem là ok hết. Còn phần sàn thì chiếc xe này đã được mua một cái sàn cao su để chống bẩn, chống nước nôi đồ, cái kiểu đồ tanh, đồ nước ấy nó rơi. Đấy, có này. Và lót sàn nguyên bản này. Rồi lốp sơ cua. Lốp sơ cua của xe thì cũng đã hạ rồi. Đấy, đồ nghề kích lốp các thứ là xe đầy đủ, không thiếu cái gì. Nhưng mà được cái là cái lòng lốp sơ cua này rộng rãi tiện lợi, các bác có thể để thoải mái đồ. Đấy, các bác để đồ thì ok, không phải lo lắng cái chuyện chật hẹp nhá. Dòng này phân khúc B thôi nhưng mà cái để đồ khoang để đồ này nó thoải mái cực kỳ luôn. Và cái phần các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ chỉ keo cánh sau này. Đấy, chỉ cánh sau đây còn nguyên này. Máy nổ rất êm nhá. Hiện nay là xe đang nổ máy đấy nhưng mà máy nổ rất êm luôn. Và không có lỗi. Đấy, không nguyên bản không lỗi luôn. Xe cứng đẹp mà. Vâng. Rất là luật là. Và kiểu dáng cái dòng City Top cũng là một cái kiểu dáng mà được nhiều người yêu chuộng luôn. Nó gọn nhẹ bên ngoài, vuông vức. Đấy, kiểu dáng thì được nhất nhiều gọi là nam tính. Thế nhưng mà bên trong thì rất là rộng rãi tiện lợi luôn. Đấy, toàn bộ dàn lốp thì mới tinh. Đấy, dàn lốp thì mới tinh cho các bác luôn. Đấy, các bác đi thì các bác không phải nghĩ ạ. Dàn lốp mới này. Cua lốp này 2017 đến bây giờ này, không có mục mọt tí nào. Mặc dù là không có sơn phủ gầm nhá, nhưng mà đấy, không mục mọt tí nào luôn. Xe biển thủ đô Hà Nội mà bác chủ bác ấy giữ rất là cẩn thận. Đấy. Phải nói là đi những chiếc xe như thế này sướng các bác, thực sự là quá sướng luôn. Vì xe chất cứng, đấy, gần như là mới và đồ của nó thì là nguyên bản. Đấy, không có độ chế gì. Đấy, sàn da 6D sạch sẽ sàn dưới này. Đấy, vừa sạch vừa ngon và lại có cả chống xoắn bẩn nữa. Xe bao cứng, toàn bộ nắm cửa là mạ chrome. Hai cửa trước thì là có nút chạm và khóa khiển thông minh. Các bác để đi cần phải bấm cái là nó sẽ khóa rồi. Đấy, rất là yên tâm. Còn toàn bộ chỉ keo hay là các cái đinh hàn ở phía cánh này thì bao zin bao đẹp cho các bác rồi. Đấy, ốc này, ốc bản này nó còn nguyên này. Nguyên dấu ấy các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nguyên chất dấu luôn. Đấy, còn nguyên dấu này. Đấy, ốc trên, ốc dưới đều đầy đủ nhá. Những cái dấu này là chưa động chạm một tí nào luôn. Nếu mà có Cletovis thì nó chắc chắn là nó sẽ vỡ cái sơn này ra. Còn đây là còn nguyên bản đấy các bác nhé. Đấy, nội thất xe ghế bên phụ đây. Toàn bộ ghế là ghế da zin, da nguyên bản, có lỗ thoáng lưng này. Đấy, thoáng thấm hút mồ hôi. Đấy, rất tốt. Da độn da sờ rất là mềm và chắc. Đấy. Phần táp lô xe thì sạch sẽ. Đấy, sần nó còn nguyên. Và không có lỗi lầm. Đấy, các cái cửa gió điều hòa này sạch sẽ, không bẩn bụi. Các bác đi những cái dòng như thế này thì nó cũng vừa tiện lợi vừa rẻ. Thực sự với cái tầm 400 thì với cái phân khúc này các bác có thể mua được Mazda 2 hoặc là Mazda 2 này, rồi nhiều cái mẫu xe khác nhỏ gọn, nhưng mà với cái tầm này thì bác mua City Top là một mẫu xe mà có thể gọi là lựa chọn là không gian rộng rãi tiện nghi. Và cái dòng này thì nó rất là lành, các bác đi cực lành luôn ạ. Vâng, vừa êm vừa lành. Xe thì chất cứng. Mà chiếc xe này thì động cơ đây, máy số nó còn zin nguyên này. Đấy, máy là còn nguyên từng con ốc luôn. Máy nổ êm, đang chạy này. Đấy, máy đang nổ chạy này. Nhưng mà thực sự máy quá êm luôn ạ. Vâng, rất là êm. Và động cơ thì nhỏ nhắn xinh xắn. Máy 1.5 nhưng mà động cơ thì rất là êm ái. Đấy, mượt mà êm ái luôn. Acqui Vata. Đấy, dòng khỏe đè cái lên ngay. Và các cái phần đầu sườn này, các bác nhìn này, đầu sườn này hay đầu tai đèn này. Đấy, xe là còn ngon nguyên, không có động chạm, không có lỗi lầm, không vá víu. Đấy, các bác nhìn nhá.
một mẫu xe chạy rất là yêu, êm lành, chắc chắn và xe nó không có lỗi, không có đâm đụng gì cả. Các bác cứ yên tâm là việc trở về là chỉ có chạy thôi. Đấy. Ốc cabo là chưa có tháo mở đây, chỉ keo cabo zin này và tấm chống nhiệt còn nguyên. Đấy, các bác nhỉ? Vâng, có điều theo năm tháng thời gian thì có những chi tiết nó cũ theo thời gian một chút thôi, nhưng mà được cái là về chất xe thì đảm bảo cho các bác nhá. Vâng, xe này thì nói chung là về độ chất thì quá yêu rồi. Gầm này, các bác nhìn gầm này. Đó, gầm này. Con này gầm thấp thật, phải nói thực sự là gầm quá thấp luôn. Để mà đưa gimbal vào mà sát đất luôn. Đấy, các bác thấy nhá. Gầm này. Rồi ngồi trong xe thì lái rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đấy, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng, êm ái luôn. Đấy, nó không bị nặng lái và có hệ thống cam 360 độ. À, các bác nhìn. Máy tít thò lò luôn. Đấy. Cam 360 độ kiểm tra soát xe hoạt động hoàn toàn và màn hình Fujitsu thì nó thực sự nó cũng đồng bộ với xe. Nên là cái vấn đề mà các cái option nên là gì đấy thì các bác yên tâm nhá. Vâng, xe bao chất bao đẹp và lại số tự động nữa, quá ngon, êm ái với giá hơn 4 đồng. Quá ok. 415 triệu đồng, thực sự là một cái mức giá quá tuyệt vời. Trần này, đấy các bác nhìn trần này. Trần đánh giá quá điểm cao luôn, trần mới tinh. Đấy, các cái nỉ trần này nó còn nguyên như thế này. Đấy, đèn này, đấy, quá sáng luôn. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn, xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.